Vâng, Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Tiếp đến cuốn video thứ hai là tôi giới thiệu với các bạn nhà vườn Mạnh Trường. Địa chỉ là đường 10, xã Lộc An, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Và phía trước chúng ta là đường tàu Thống Nhất, cũng là đường 10 chạy song song ngay trước mặt khu vườn. Video trước chúng ta đã được chia sẻ cái không gian tổng thể của khu vườn và một tác phẩm rất là đặc biệt, cây xanh cổ Nam Điền có tên là Đắc Thụ Tụ Tài. Đến cuốn video tiếp theo này, Đỗ Sinh giới thiệu với chúng ta một tác phẩm tiếp theo, đó là cây xanh cổ Nam Điền có tên là Tam Đa. Tác phẩm xanh cổ Nam Điền Tam Đa, nhà vườn Mạnh Trường, đường 10, xã Lộc An, Nam Định. Điện thoại 0913 579 123. Vâng, với tác phẩm Tam Đa này, vừa rồi cũng có mặt tham dự tại Festival tỉnh Thanh Hóa 2019. Bóng dáng tổng thể của cây xanh cổ Nam Điền Tam Đa rất là đẹp. Đối với tác phẩm xanh Tam Đa thì chủ nhân có điểm một số viên đá tạo nên cái sự hài hòa giữa cây và đá, nhẹ nhàng thanh thoát chứ không nặng nề. Đẹp quá. Chúng ta quan sát cái phần cốt bệ. Vâng. Chia thành 3 nhánh để có tên gọi là Tam Đa. Đây là cái nhánh lớn nhất. Cũng chính là có một cái tay hoành rất xa và một thân trực là thân chủ đưa lên làm ngọn. Là cái nhánh thứ nhất đây. Vườn ra rất xa và chúng ta cảm nhận người nghệ nhân chịu trách nhiệm bonsai ở vườn Mạnh Trường tạo được những cái phần bông tán rất là hoàn hảo, đẳng cấp như thế này. Vâng, đó là thân nhánh thứ nhất. Chúng ta đến với nhánh thứ hai. Sau khi thoát thân để tạo nhánh thứ hai, được chia ra nhiều hướng với những cái tay rất là dẻo, tạo nên những cái vai uyển chuyển.
để đỡ đón bông tán, tạo lên một cái mái rất ấm áp, đầy đặn. Đó là thân thứ hai. Quay sang phía đối diện của tác phẩm Tam Đa, đó là nhánh thứ ba. Đây là nhánh thứ ba. Cũng là nhánh nhỏ nhất và để đỡ phụ những cái bông tán phía bên này. Để có một phần mái trọn vẹn, một hình ảnh rất là đầy đặn, ấm áp. Xây dựng một tác phẩm xanh cổ Nam Điền có tên là Tam Đa, với một cái bóng dáng tổng thể rất là hài hòa. Vâng, Đỗ Sinh sẽ lấy từ xa một lần nữa để chúng tôi cảm nhận được cái nét đẹp, cái hoàn hảo của cây xanh cổ Nam Điền Tam Đa. Vâng, đây là nét đẹp tổng thể của tác phẩm xanh Tam Đa. Vâng, chia tay với cây xanh cổ Tam Đa, chúng ta đến với một tác phẩm xanh nữa, là cây xanh cổ Nam Điền có tên là song thụ. Chúng ta quan sát phần bệ rễ và hai thân của tác phẩm song thụ, đẹp, côn và uyển chuyển dẻo như thế nào. Và đây là phía đối diện. Thời tiết ấm lên và có những trận mưa đầu mùa,
những mầm non của cây xanh đã phun ra rất nhiều. Và chủ nhân là một người rất yêu quý cây, trân trọng những cái tác phẩm đẳng cấp của mình, tạo cho vẻ đẹp được tôn vinh lên hết ở cái bệ, ở cái phần trang trí nơi đặt tác phẩm, những cái cây xanh cổ quý như thế này. Vâng, chúng ta đi tiếp. Đó là khép kín một vòng xung quanh cây xanh song thụ. Vâng, chia tay với tác phẩm xanh song thụ, chúng ta đến với một bệ xanh ôm đá, ôm một cái khối đá thấm thủy rất tuyệt vời đây. Vâng, đá thấm thủy là loại đá ngậm nước, giữ ẩm dưỡng cây rất tốt. Vâng, rêu phong phủ huyết rất đẹp. Đây cũng là những cây xanh Nam Điền, có một cái bóng dáng cũng như là cái nét nghệ thuật bonsai, là những cây đã rất là kỹ rồi, tinh mịn, chơi lâu năm nay. Đỗ Sinh cũng xin kết thúc cuốn video thứ hai đến với vườn cảnh Mạnh Trường, để chúng ta chuyển đến một cuốn video nữa, giới thiệu với các bạn những cái tác phẩm tầm nhỏ hơn và một số những cái bệ phôi xanh rất là đẹp, có cái cốt cách cũng như là cái tương lai về sau, để chúng ta giao lưu với vườn cảnh Mạnh Trường. Đường 10 xã Lộc An, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.